Tất cả kỹ thuật bơi lặn lội, Tiêu dạy cho các bạn, đó là thành tựu hơn 15 năm rèn luyện của Tiêu để làm chủ được thân tâm ý của mình. 41 tuần dạy bơi miễn phí cho những bạn có duyên là trả ơn các vị thầy đã tận tâm đào tạo Tiêu trở thành kình ngư bơi lội, chuyên gia lặn biển và là thầy người cá được thế giới công nhận mà không hề toan tính gì cả, chỉ muốn điều tốt nhất cho các học trò của mình. Còn một điều đặc biệt nữa về câu lạc bộ người cá này ra đời để thực hiện lời hứa với thánh cô ở Long Hải. Vị thánh đã luôn trợ duyên cho Tiêu trở thành bậc thầy bơi lội, lặn biển như hiện nay. Hồi nhỏ Tiêu đến dinh cô có cầu nguyện rằng mong cho mình có khả năng bơi lội giỏi để có thể cứu người thoát khỏi chết đuối và giúp cho mọi người biết yêu quý biển. Nên những việc làm liên quan đến bơi lội của Tiêu đều thuận lợi một cách lạ kỳ. Cho đến hiện tại, tôi vẫn luôn thấy có lỗi với thánh cô rằng chưa giúp được người thường ý thức bảo vệ biển. Họ vẫn đang xả rác xuống biển ngày một nhiều hơn. Họ còn đổ những chất độc hại xuống nước, làm cho các sinh vật biển chết hàng loạt. Thế hệ trẻ bây giờ các em không biết được thiên nhiên hồi xưa Việt Nam chúng ta xinh đẹp như thế nào. Các em thấy bây giờ chỉ là hiện tại cuộc sống tạm bợ của những người dân qua ngày tháng, chứ không phải là được hưởng thụ được hạnh phúc thật sự đâu các em ạ. Môi trường biển không còn trong sạch nữa, nước sông không còn thơ mộng như trước nữa. Các bạn có biết kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn mình không? Cách đây 50 năm, nước sông ở đó trong xanh, cá bơi nườm nượp, thậm chí nước ở đó còn có thể uống được nữa. Nhưng mà bây giờ thì không, bởi vì ô nhiễm quá trầm trọng, cũng vì lòng tham của con người, nhà cửa thì xây dựng ồ ạt, riết rồi cành cây ngọn cỏ cũng không sống nổi. Đây thật sự không phải là cuộc sống hạnh phúc ấm no đâu, mà là khiến cho ngày tận thế đang đến gần. Bác Hồ từng nói rằng lao động là vinh quang, nhưng mà ở Việt Nam những người làm lao động thì lại bị bóc lột. Người càng giàu thì lại càng giàu thêm, những người có trí thức thật sự rất bình thường, bởi vì họ hưởng thụ công sức của những người làm lao động. Đến những quốc gia phát triển, các bạn sẽ thấy những người làm lao động như chú xe ôm chẳng hạn, phục vụ người khác, họ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng một người làm xe ôm ở Việt Nam á, họ vừa phải đóng thuế, thu nhập cho nhà nước, bến bãi, rồi họ đăng ký, chạy xe, thì cái tiền đó ai ăn? Nhà nước ăn chứ ai. Nên làm lao động đã khổ rồi, lại càng khổ hơn. Còn những người làm giàu á, họ lúc nào cũng giàu hơn á, mà họ không có biết san sẻ. Đó là lý do Việt Nam, nếu không thay đổi cách thức sống như vậy, thì con người nơi đây sẽ đối xử với nhau rất là tàn nhẫn, ác độc. Phá hoại môi trường sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Không còn loài vật nào sống nổi ở đất nước này nữa đâu. Bởi vì người dân người ta nghèo khổ quá, người ta mới đi làm hại động vật, hại thiên nhiên. Tiêu giúp các em trở thành người cá, thì các em phải giúp Tiêu kêu gọi bảo vệ môi trường biển nha. Đó cũng là sứ mệnh của người cá chúng ta. Cho đến khi không ai còn làm hại môi trường biển nữa, thì Tiêu mới có thể an tâm giải thoát khỏi thế giới này. Câu lạc bộ người cá ra đời như thế ấy, giúp người thường thành người cá, biến ước mơ thành hiện thực, cũng vì lời hứa của Tiêu với thánh cô bảo vệ môi trường biển. Hiện tại tôi cũng tự trách mình chưa đủ năng lực để hướng dẫn các bạn siêu quậy trở thành người cá. Đến với câu lạc bộ tiên cá của Tiêu, có nhiều bạn rất là phá phách, không có chịu nghe lời, nên tuần này cũng đã là tuần cuối cùng để chọn ra những bạn bơi đạt yêu cầu tiếp tục làm đệ tử của Tiêu, nghĩa là vừa làm anh em vừa làm học trò. Còn những bạn không có siêng năng tập luyện bơi lội thì thôi, đừng làm đệ tử của Tiêu. Bởi vì trở thành người cá là phải cùng với Tiêu tập luyện bơi lội thường xuyên, chứ các bạn tập chơi cho vui theo phong trào rồi cũng không có được gì. Phải là yêu thích thật sự, muốn thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật thật sự, thì mới có thể tập luyện để trở thành người cá thật sự. Những bạn mà tuần này bơi mà chưa có đạt yêu cầu,
cũng như những cái bạn người cá mới á. Từ rày về sau, muốn đến câu lạc bộ tiên cá này phải đăng ký tham gia hàng tuần, chứ không được tự do như trước nữa. Còn đối với những bạn nào đến với câu lạc bộ người cá để quậy phá thì tôi cho các bạn làm thầy luôn, nên sẽ không còn gì để dạy thêm cho các bạn nữa, vì một năm qua đã quá đủ. Có những bạn tôi biết họ là tay sai của quỷ, đến câu lạc bộ người cá chủ yếu để phá Tiun, muốn phỉ báng Tiun, để không ai được làm người cá. Các bạn càng nhỏ tuổi thì tâm tánh sẽ không có ổn định, nên rất dễ bị ma quỷ cám dỗ làm những chuyện xấu xa. Bởi vậy bên Phật giáo á, thường khuyên trẻ em đi quy y, hoặc là bên Công giáo á, thì khuyên đi rửa tội đó, để cho chư thiên thiên thần hộ mệnh. Chứ các em người thường mà quậy phá là do ma quỷ cám dỗ hết. Cũng giống như các youtuber ở trên mạng hay làm chuyện bậy bạ, họ chính là hiện thân của quỷ đang gieo rắc dục vọng cám dỗ các bạn, muốn các bạn sống sa đọa, sai lầm lạc lối. Cuối cùng các bạn là người chịu khổ chứ ai nữa. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho phần thi thứ 3 chưa? Tion đếm 1, 2, 3 là bắt đầu nha. Thì trong lúc Tion đếm 1, 2, 3 cố gắng hít hơi vào thật sâu 3 lần, rồi bắt đầu lặn qua hết cỡ. Nhớ nha, ai đi xa nhất có thể là người thắng. Quỷ thần họ không muốn các bạn thành đệ tử của Tiêu, vì sợ các bạn sẽ thành tiên cá biết tất cả. Đó là lý do những bạn càng có tố chất thành tiên cá sẽ càng bị cám dỗ bởi ma quỷ thánh thần, nên không vượt qua nhiều thử thách của Tiêu thì các bạn sẽ không được học những kỹ năng bơi lặn lội của tiên cá thật sự. Giống như Tiêu đã từng bị thử thách thế này. Vào năm 20 tuổi, Tiêu đang nằm ngủ kế bàn thờ ông địa thì bị bóng đè, không thể dậy nổi. Mắt chỉ mở hí ra thì thấy ông địa từ trong bàn thờ giơ cánh tay ấm áp ra, bắt lấy tay của Tiun, vuốt vuốt nhẹ như đặt niềm tin vào đó. Kể từ hôm ấy, Tiun có khả năng nhìn thấy ma quỷ, thần tiên, chỉ cần chú tâm vào hơi thở, quên đi suy nghĩ vọng tưởng là Tiun có thể nhìn thấy những chúng sanh ở cõi tâm linh xung quanh chúng ta. Lúc này thì Tiun đã có thể bơi liên tục 6 giờ đồng hồ nhưng không hề mệt mỏi, nên có thể lúc đó do rất khỏe mạnh, mà càng khỏe mạnh thì trách nhiệm sẽ càng lớn. Chư thiên họ sẽ đặt niềm tin cho chúng ta và giao cho chúng ta nhiều trọng trách. Tiun bắt đầu đi giải quyết chuyện của những vong linh chưa được giải thoát ở thế giới này, nghĩa là Tiun đến đâu ma quỷ ở đó đều có thể đi theo Tiun, họ không còn bị vướng vào những rào cản của thế giới này nữa. Ví dụ một người chết dưới nước ở sông Vĩnh Long thì họ không thể lên bờ mà phải đợi những người khác đến để chết thay thế mới có thể đi đầu thai. Nếu Tiun xuống con sông đó bơi thì họ không cần phải hại người khác chết đuối nữa, mà có thể nương theo Tiun để đến được nơi mong muốn, thậm chí có thể giải thoát. Đó là năng lực mà ông địa đã trao cho Tiun. Khi ngủ và khi thức cũng phải làm việc như nhau, vì Tiun không còn là người thường nữa, nên mỗi lần ngủ thường vào trạng thái nhập định thì thấy được ma quỷ thánh thần ở cõi này. Đặc biệt là những con ma, nó rất là phiền toái. Những ai mà bị chết về cờ bạc thì cứ rủ Tiun đánh bài, chơi số đề, cho số Tiun. Còn những con ma dục chết vì bệnh tà dâm thì cứ rủ Tiun làm tình. Họ cứ quấy phá Tiun như thế, nên mỗi lần nhập định xuất thần thức ra bên ngoài, Tiun đều phải niệm Bát Nhã Tâm Kinh để siêu độ cho họ, muốn họ vượt qua nỗi khổ đau mà siêu thoát. Năm 26 tuổi thì Tiun chỉ muốn làm người thường mà thôi, từ bỏ năng lực của ông địa trao cho mình, quyết định có bạn gái, vì ông địa nói với Tiun rằng nếu con muốn từ bỏ được năng lực này phải sống như một người thường. Thế là cuối cùng Tiun cũng thành công, không còn bị ma quỷ làm phiền nữa. Nhưng khi thấy người thân trong gia đình là ông bà của mình qua đời, Tiun mới nhận ra mình đã sai khi từ bỏ năng lực này. Tiun bắt đầu từ bỏ tình cảm luyến ái, tu luyện trở lại thì lập tức đoạn được tình dục, nhận ra yêu là cho đi và tha thứ. Khi bạn gái của Tiun có người yêu khác, Tiun thật lòng chúc phúc cho họ, ngộ ra được tình yêu rộng lớn đến tất cả muôn loài. Kết hợp với bơi lội thiền định, Tiun đã được giải thoát khỏi thế giới này. Đến năm 30 tuổi đã đi được 3.000 thế giới khác. Mỗi khi ngủ, không còn giải quyết chuyện của ma quỷ thánh thần ở thế gian này nữa, mà đi du lịch nghỉ dưỡng ở các thế giới khác. Thành tiên cá, đoạn được ái tình,
là có thể hưởng được niềm vui thù thắng vi diệu đến như vậy. Các bạn cũng có thể làm được, bởi vì Tiun đã làm được. Tiun có được kiến thức của hàng tỷ năm ánh sáng của vũ trụ, thậm chí là đa vũ trụ. Nhưng đối với Tiun, những thứ đó chỉ là cát bụi. Dù biết nhập định một phút ở cõi này có giá trị hàng ngàn năm ở cõi khác, nhưng Tiun vẫn không thấy vui sướng khi chỉ hưởng thụ một mình, trong khi tất cả muôn loài còn đang mê muội khổ sở. Tiun biết bí quyết của sự giải thoát, chỉ muốn đem hết dạy cho các bạn, muốn tất cả muôn loài thoát ly sinh tử. Vì ý niệm này mà đã giúp cho Tiun thiền định đến được cõi khổ nhất của thế gian, đó chính là địa ngục. Hộ pháp của Tiun lúc này cũng mới hiện ra để từ giã Tiun, bởi vì đến địa ngục là nơi cuối cùng mà Tiun thức tỉnh nhận ra sứ mệnh của mình. Ngài ấy đã dẫn Tiun đi tham quan địa ngục. Ngài ấy nói với Tiun rằng đã theo Tiun từ lúc nhỏ rồi. Bây giờ Tiun đã có thể thức tỉnh nên cũng hoàn thành sứ mệnh. Tiun không ngờ rằng trong suốt nhiều năm qua mê muội, Tiun bị biết bao nhiêu quỷ thần cám dỗ. Trong những lần nhập định sẽ bị mất thân mạng của mình, bị ma quỷ nhập vào, thì hộ pháp đã cứu giúp Tiun. Ngài ấy đã giữ cho Tiun có được chánh niệm và để có thể thức tỉnh như ngày nay. Bởi vậy, trở thành người cá rồi tu luyện thành tiên cá thật sự rất khó. Tiun biết các bạn sẽ bị ma quỷ cám dỗ rất nhiều. Nếu không có được hộ pháp bảo vệ thì chắc chắn các bạn sẽ có thể khùng khùng điên điên. Nên những ai tự cho mình là tiên, là Phật mà họ lại có gia đình, có con cái, hay họ tự nói rằng mình cảm nhận được cái điều này, điều kia, thật ra những cái thứ đó chỉ là ngũ ám ma, những trạng thái mê mị của ma quỷ. Làm người thường, ai cũng có căn tu, phước báo lớn từ quá khứ, nên đời này các bạn vẫn còn lưu giữ lại một số cảm ứng giác quan, thứ sáu chẳng hạn. Đó là những việc tu tập có được từ trong quá khứ, nhưng nhiều người chấp vô những thứ đó đã chứng tỏ mình rất tài giỏi, nên họ lại bị ma quỷ cám dỗ. Đó là lý do trong thế giới này có rất nhiều pháp sư, tà sư, thầy bói, bà đồng, chơi ngải này kia. Tất cả những thứ đó đều có thật, nhưng nó không tốt. Đến được địa ngục rồi thì tôi mới nhận ra đây cũng là cõi phước. Có địa ngục mới có chư Phật, chư Thiên, Chúa Trời, thế giới mới có nhân quả công bằng. Chính ở địa ngục, Tiun đã bị mất hết thần thông, chu du thế giới khác của mình, vì họ buộc Tiun phải chọn lựa. Một là giải thoát khỏi cõi dục, nghĩa là chết, vì Tiun đã thức tỉnh, biết quá nhiều rồi. Hai là mất hết thần thông, quay trở lại thế giới này. Tiun đã khóc rất nhiều, năn nỉ quản lý ở địa ngục. Tại sao tôi muốn giúp mọi người mà không cho Tiun sử dụng thần thông, thì làm sao khiến người ta tin được? Nếu đã như vậy thì không cần đến các thế giới khác nữa, cũng không sao, hãy cho Tiun sống lại đi. Thế là họ buộc Tiun phải uống chén canh không mùi, không vị, không cảm giác. Lập tức khả năng chu du thế giới của Tiun bị khóa lại. Hào quang ánh sáng từ cơ thể của Tiun thoát ra bên ngoài rất nhiều, nhưng Tiun vẫn cảm thấy bình thường. Quay trở về thế gian này chính là cõi dục mà Tiun và các bạn đang sống. Cũng không biết cách nào để giúp các bạn thức tỉnh. Đầu tiên là Tiun đi dạy bơi bình thường, Tiun mua đuôi người cá về để dạy bơi cho ấn tượng hơn. Sau đó Tiun mới nhận ra giúp các bạn thành người cá mới là cách tốt nhất để các bạn thức tỉnh, nhận ra tình yêu động vật. Có thể tạo phước, loại bỏ tất cả nghiệp chướng ở thế giới này mà không còn bị đọa địa ngục nữa. Tiun mới lùng sục những cái thương hiệu bán đồ bơi người cá tốt nhất về Việt Nam để dạy bơi người cá cho các bạn, rồi mua đuôi cá của các thương hiệu khác. Họ giống như bị quỷ thần cám dỗ, không có thể tạo ra những cái đuôi tiên cá tốt nhất chuyên nghiệp cho việc tập luyện, khiến Tiun mang tiếng vì bán mấy cái sản phẩm kém chất lượng lại mắc tiền. Tiun phải tự sản xuất ra đuôi tiên cá tốt nhất để đào tạo các bạn. Rồi khi học viên người cá của Tiun ngày càng đông, lại có những bạn rất ngỗ nghịch, họ lại bị quỷ thần cám dỗ, bơi lội thua kém bạn bè thì lại phỉ báng nói xấu Tiun. Dẫu biết rõ hết mọi việc tốt xấu của các bạn đang gây ra cho Tiun, nhưng Tiun vẫn xem như không biết gì. Vì Tiun quá hiểu rõ đạo lý, dù là ma quỷ rồi cũng có lúc trở thành thần tiên, Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên, Chúa Trời. Chỉ vì các bạn chưa thức tỉnh nên mới gây khó dễ cho Tiun. Như ở địa ngục có cấm Tiun không được dùng thần thông để giúp con người, thì họ sẽ chừa lại cho Tiun khả năng nghe được suy nghĩ các loài vật, biết được tương lai quá khứ của người khác, những khả năng để giúp cho các loài vật. Nhưng mới gần đây, Tiun lại vi phạm lời hứa, dùng năng lực để cứu cho một đệ tử của mình, là một tay sai của quỷ, khiến cho Tiun bị mất khả năng. Tiun kể ra hôm nay,
vì đây cũng là tuần cuối cùng nhận đệ tử người cá ở Việt Nam. Để các bạn người cá khác bơi lội theo phương pháp của Tiun, sau này chứng đắc được thần thông thì cũng có kinh nghiệm này mà tránh khỏi tạo nghiệp với chúng sanh. Bởi vì con đường của Tiun chọn không phải là giải thoát cho bản thân mà để cứu giúp người khác thức tỉnh, nên Tiun phải hy sinh bản thân, lấy mình làm bài học cho các bạn. Hãy nhớ là khi các bạn càng có được nhiều năng lực thì lại càng dễ bị quỷ thần cám dỗ. Rồi trong một lần đi ăn hủ tiếu với những đệ tử người cá, Tiun thấy vận xui của một đệ tử người cá khác sắp đến. Bạn ấy sẽ bị gãy chân khi chơi đá banh cùng bạn bè. Tiun buộc miệng nói ra, để em ấy tránh né vận xui của mình, đừng có chơi đá banh nữa. Nhưng mà không có dám nói thẳng, thế là cái vận xui ấy nó lại biến chuyển, đổ lên đầu của Tiun. Nghĩa là em ấy không còn bị xui khi đá banh gãy chân nữa, mà là chính Tiun lại làm gãy chân em ấy, nhưng mà nó được giảm nhẹ hơn, chỉ là bị bong gân chân thôi. Mặc dù Tiun đã khuyên em ấy 3 lần đừng có đút chân vào căm xe đạp của Tiun, nhưng em ấy vẫn không nghe, đút chân vào và kẹt chân. Và cũng chính Tiun đã dùng khí công để bẻ gãy những chiếc căm xe đạp cứu em ấy. Nhưng mà đáng tiếc thay, bạn ấy không hề biết ơn. Thậm chí Tiun còn biết sau khi về nhà, chính mẹ của bạn ấy sẽ chửi rủa Tiun và không cho bạn ấy đi học bơi với Tiun nữa. Tiun cũng đã nói rõ cho bạn ấy nghe, bạn ấy không tin điều đó là sự thật. Nhưng cuối cùng chính bạn ấy cũng trở thành kẻ phỉ báng thầy, đưa đệ tử phản thầy, vong ơn bội nghĩa. Tiêu nói ra để các bạn biết rằng khi không làm chủ được thân tâm của mình thì rất dễ bị ma quỷ cám dỗ. Tiêu có thể thông cảm được cho các bạn. Rồi dạo gần đây tôi phải chấp nhận ăn thịt động vật tùy duyên, cũng vì mọi người muốn chư thiên xa lánh mình bớt, mà chỉ có quỷ thần ở bên cạnh mình thôi để giáo hóa họ. Chứ Tiêu ăn chay thì chắc chắn xung quanh Tiêu chỉ có chư thiên hộ pháp, họ sẽ sẵn sàng tạo nghiệp ác, hại những ai phỉ báng Tiun. Và từ lúc ăn chay đến mức máu không còn tanh hôi, cơ thể không tắm 1 tháng trời vẫn không bốc mùi, và đã hơn 6 năm Tiun chưa từng tắm xà bông, đi vệ sinh cũng không thối, thì tất cả những ai chửi rủa Tiun, nói xấu Tiun đều gặp tai nạn. Như chính các em đệ tử là tay sai của quỷ cũng luôn chửi bới Tiun sau lưng, khi bơi lội thua bạn bè lại nói xấu này kia, nhưng Tiun đều bỏ qua. Lòng ích kỷ của các bạn sẽ tận diệt các bạn. Và đặc biệt là cái bạn này ở nhà dạy dỗ không có được, em ấy chỉ nghe lời khi được cưng chiều mua cho đồ chơi, thiệt là tội nghiệp. Thế nên Tiun muốn nói lời cuối cùng cho các đệ tử người cá biết rằng bơi lặn lội theo phương pháp của Tiun chắc chắn các bạn sẽ thành tựu và đi qua các cảnh giới của ma quỷ thần tiên chúa Phật. Sẽ có rất nhiều thử thách, mà sự chứng đắc đó phải do các bạn tự trải nghiệm. Tiun dù có giúp các bạn cách mấy cũng chỉ là đang tạo nghiệp và gánh nghiệp giùm các bạn mà thôi. Nên sau 41 tuần này, những ai muốn đến câu lạc bộ tiên cá của Tiun phải đăng ký, và Tiun cũng sẽ không tự tiện nhận đệ tử nữa. Bây giờ không còn thần thông như trước, không còn khả năng gì nữa cả. Tiun lại bị đói bụng, phải ăn rất là nhiều, lâu lâu lại bị bệnh cảm. Nhưng Tiun cần phải ăn nhiều để có sức khỏe tốt, để còn làm việc giúp các bạn trở thành người cá nữa. Tiun bây giờ buộc phải làm việc theo tổ chức lặn biển ở Mỹ, BDIC và Buddy, cũng không còn khả năng cứu động vật như trước nữa, mà phải làm việc với các tổ chức bảo vệ động vật để được hỗ trợ. Điều tôi mong muốn nhất vẫn là mọi người đều biết yêu thương thiên nhiên và động vật để thoát khỏi đau khổ ở địa ngục. Thông qua video cuối cùng của tuần 41, đào tạo người thường thành người cá, thậm chí là thành tiên cá, Tiun muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã tự cho rằng Tiun làm tổn thương họ, và gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã nghĩ rằng Tiun đã đối xử quá tốt với họ. Thật sự mà nói, đối với Tiun, các bạn đều như nhau, cảm xúc dành cho các bạn cũng chỉ là một. Tiun không hề ghét hận hay yêu thương các bạn quá mức, tất cả chỉ là bình thường. Tiun lúc nào cũng đối xử với các bạn chân thành như thế. Ai muốn sao, Tiun cũng chịu. Chỉ mong các bạn biết tất cả để được giải thoát, hạnh phúc đời đời.
Chúc cho tất cả các bạn đang sống cùng với Tion ở đời này có được sự an lạc trong thân tâm, để con đường siêu sanh còn rộng mở. Tion có thể vì các bạn mà đến thế giới này rồi chịu khổ để được thức tỉnh, thì dù Tion có làm gì cũng là điều tốt nhất cho các bạn mà thôi. Còn điều cuối cùng nữa là bạn nào muốn đi vào trạng thái của tiên cá, làm chủ được thân tâm ý của mình, thì phải ăn chay. Sẽ rất dễ làm được điều đó. Chu du được nhiều thế giới, muốn đến cõi Phật bắt buộc phải ăn chay thì thần thức mới được cấp visa đến đó. Còn đến cõi khác vẫn có thể ăn mặn, nhưng không được khởi tâm tham lam. Vì khi ăn thịt động vật, bạn hấp thụ năng lượng xấu từ con vật rất nhiều. Dù không tự tay giết con vật đó, nhưng vẫn bị nghiệp chướng, nó làm cho nặng cái thần thức của mình, không thể giải thoát được đến những thế giới khác. Nếu đã lỡ ăn mặn thì cũng không nên mong cầu giết con vật còn đang sống. Phải ăn trong chánh niệm thì mới có thể hồi hướng phước báu đang có cho con vật đó, mà vẫn có thể có được thành tựu của tiên cá là xuất thần chu du nhiều thế giới. Còn làm người cá thì bạn chỉ có thể xuất thần ở trong thế giới này thôi, có được năng lực của quỷ thần thôi, chứ chưa có được năng lực của tiên. Và cái giác quan thứ 6 á, là cái năng lực mà các người cá sẽ có. Nói chung là ăn chay, ăn mặn đều được, nhưng phải tâm lành nha các bạn. Vậy là để giúp cho các bạn người thường thành người cá, rồi thành tiên cá biết tất cả, Tion đã đánh đổi bằng năng lực của mình. Giờ chỉ còn được làm người cá bảo vệ động vật mà thôi. Sự hy sinh này là vì các bạn. Tion giờ đây ăn chay ăn mặn gì cũng như không. Ai cho gì mình ăn nấy, có gì thì mình ăn đó. Ăn thịt thì cũng là gieo duyên với con vật, bị chết để rồi có thể hồi hướng cho nó. Nhưng Tion chắc chắn là không thể thiên trường địa cũ, sống thọ bất tử ngàn năm ở thế giới này vì còn tiếp tục ăn mặn. Nếu bạn nào quyết tâm trở thành tiên cá biết tất cả, sánh cùng trời đất của thế giới này, thì phải ăn chay nhé. Ngày tận thế của trái đất chắc chắn sẽ xảy ra nếu chỉ có duy nhất Tion thành tiên cá. Còn ai đã thành tiên cá thì nhớ cũng đừng để mất năng lực như Tion nha. Ráng trụ qua ngày tận thế của trái đất, đợi nó tái lập lại thế giới mới, các bạn sẽ thành những vị thần tiên ở tương lai, được tất cả chúng sanh đời sau bái phục. Tuần 41 này cũng là những lời trăn trối cuối cùng của tiên cá Tion đối với các đệ tử người cá. Vì khi đã ăn thịt động vật quá nhiều, trí tuệ của Tion cũng sẽ bị thu hẹp lại, cũng không còn khả năng nói cho các bạn thức tỉnh nữa. Tion đã chọn con đường làm người cá để các bạn có thể thành tiên cá. Nên hãy lấy sự hy sinh này của Tion mà làm bài học, để trên con đường tu tập đến cảnh giới tối thượng, thù thắng, vi diệu, biết tất cả để cứu thế giới, chứ đừng giống như Tion nha. Hãy thử tập luyện những gì mà Tion đã hướng dẫn các bạn trong suốt 41 tuần, rồi sẽ thấy tất cả những gì tôi nói đều là thật. Cố gắng lên nha, ước mơ tiên cá biết tất cả của bạn sẽ trở thành hiện thực. 1, 2, 3, go! Qua đây chơi vịnh cầu thang làm cái gì? Ăn gian bá đạo luôn rồi. Không thể làm master yoga người cá được. Tính làm master lừa đảo hả? Vậy em xuất ra đây đi. Thôi, bài này mấy em làm không được rồi, qua bài tiếp theo. Luyện khí công, nhưng mà chỉ là hít thở khí thôi. Tion cũng đã hướng dẫn ở tuần 30 mấy rồi. Em chưa nghe. Vậy sao mấy em làm được? Vuốt nước, nổi trên mặt nước, nổi người cân bằng, kết hợp phương pháp thở kiểu khí công theo chu kỳ 4 nhịp. Nằm ngang mặt nước, vuốt nước, hít thở cho đúng. Được không? Khí công giúp cơ thể khỏe mạnh, thành tiên. Hả? Nằm ngửa ra. Vậy tuần nào mới là được 2 điểm thôi. Tuần rồi là có em. Nhưng mà em đi xong hơn rồi. Cái tuần hướng dẫn khí công em cũng không tập hả? Có tập một chút mà lạnh quá. Sao về nhà không coi clip? Nhưng mà tôi nói con nói nghe nè. Ừ.
cách nào mà để cho người ta thua? Cách nào thua gì? Chỉ có bài khí công không làm không được nữa, đòi làm người cá thủ lĩnh gì? Để cho nào người ta chìm xuống là thua đúng không? Đúng rồi. Nguyên toàn thân phải nổi trên mặt nước và hít thở phải đúng chu kỳ 4 nhịp thở. Hít hơi vào, nén khí lại, thở hơi ra, giữ hơi thở lại. Đó, làm vậy là đúng á. Đúng động tác nhưng mà chưa hít thở kiểu khí công. Làm thử đi. Hít thở luyện khí 4 chu kỳ. Hạ miệng ra hít hơi vào. Đẩy hơi thở xuống bụng. Nín thở lại. Nén khí xuống dưới đan điền. Tinh. Nén khí ở đó, đếm từ 1 tới 6. Rồi. Thở nhẹ ra. Cảm nhận đang đẩy khí đi lên đỉnh đầu của mình. Cũng đếm từ 1 tới 6. Xong. Ngưng hơi thở lại. Đếm từ 1 tới 6. Rồi tiếp tục hít hơi vào. Quay trở lại chu kỳ đầu tiên. Đếm từ 1 tới 6. Cứ hít hơi vào đếm từ 1 tới 6. Nén khí xuống dưới đan điền. Đếm từ 1 tới 6. Đẩy khí đi lên đỉnh đầu, xuống mũi, đếm từ 1 tới 6. Rồi dừng hơi thở lại, cũng đếm từ 1 tới 6. 4 chu kỳ. Bạn nào hiểu được, làm được, vuốt nước, nổi trên mặt nước được, bạn đó thắng. Cái này sẽ giúp cho mấy em sống sót trên biển cả, nhịn ăn, nhịn uống mà vẫn sống một tuần lễ, nằm nổi trên mặt nước. Rồi bắt đầu vô cuộc thi nha. Lần đầu là ai trong cái cơ thể mình là bị chìm mà không vui đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà phải nhẹ nhàng, động tác chậm mà người vẫn nổi toàn thân. Hít thở đúng, phình bụng lên. Đẩy hơi xuống bụng, nén hơi xuống bụng đàng hoàng đúng. 1 2 3 bắt đầu cuộc thi. Rồi, đếm. Hít hơi vào là đếm từ 1 tới 6. Xong rồi nén khí xuống đan điền, đếm từ 1 tới 6. Đẩy khí lên trên đỉnh đầu. Đi theo đường xương sống á. Đếm từ 1 tới 6. Rồi. Giữ hơi lại, không hít thở gì hết. Đếm từ 1 tới 6. Cái đó là động tác nghỉ. Xong rồi quay trở lại từ đầu. Hít hơi vào, đếm từ 1 tới 6. Em làm chưa đúng rồi nên cái đuôi em bị chìm. Còn bạn này, bạn này nổi trên mặt nước tốt. Nhưng mà hít thở đếm theo chu kỳ các bạn. 1 2 Thôi. Tuần 41 xin được phép kết thúc. Kết thúc tuần 41, bạn người cá tay làm không được rồi, cái đuôi em chìm. Còn bạn kia nổi người trên mặt nước tốt nhưng mà hít thở lại không có đúng phương pháp. Sẽ không có ai được làm người cá thủ lĩnh ở tuần 41. Rồi kết thúc chương trình. Bắt đầu sự kiện câu lạc bộ tiên cá sẽ không còn nữa. Tổ chức hàng tuần không còn nữa mà Tuyôn sẽ tổ chức những cái sự kiện mấy bạn phải đăng ký đến tham dự nha. Có thể một tháng một lần hoặc là có thể một tháng một lần, nói chung là phải đăng ký sự kiện mới tham dự chứ không làm hàng tuần nữa. Rồi hai bạn là những người cuối cùng đến với thử thách cuối cùng đúng không, nên sẽ có những phần thưởng khuyến khích các bạn.
nha, mặc dù không được làm người cá thủ lĩnh. Vậy đâu phần thưởng đâu? Phần thưởng bạn mới được nhận một cái đuôi tiên cá mới. Bạn này cũng sẽ được nhận một chiếc đuôi tiên cá mới nha. Tion sẽ đổi đuôi cũ cho bạn nha. Bây giờ xong sự kiện câu lạc bộ tiên cá tầng 41 rồi, các bạn người cá có thể tự do đi chơi thoải mái. Nhiều bạn người cá đã bơi rất tốt rồi. Bây giờ chúng ta quậy tới luôn đi, chúng ta quá khỏe mạnh. Ê ê ê, quậy vừa vừa thôi nha. Ôi quậy, quậy nhà hàng ta luôn. Vô nhà hàng ta quậy luôn. Ôi, người cá nori vô nhà hàng người ta quậy luôn kìa. Bây giờ các bạn người cá sẽ đến Korean Views. Chúng ta sẽ ăn tối ở đây. Anh nhỏ xe đó. Quay quẩy cảnh đi, quẩy cảnh đi. Bình nữa. Rồi các bạn người cá ơi, kết thúc câu lạc bộ tiên cá tầng 41 rồi. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng đi. Yeah. Một năm quá thành công đúng không các bạn? Giờ các bạn đã trở thành người cá chuyên nghiệp hết chưa? Đề nghị các người cá trước khi ăn nhớ cầu nguyện nha. Hãy cầu nguyện trước khi ăn nào các bạn người cá. Cảm ơn bữa ăn của chúng ta đi. Chị này đang cắt món ăn cho chúng ta kìa. Các bạn chưa ăn sạch mà ăn kem là không được nha. Là hồi không có chương trình chơi tặng bà đó nha. Ăn từ từ thôi người cá tai. Người cá nori. Ăn cái này hết rồi mới ăn kem. Đồ ăn còn quá nhiều. Hả? Ủa cái này của ai vậy? Của Nori á.